Khả Ngân và Thanh Sơn là đồng nghiệp, không có mối quan hệ bạn bè. Trên mạng xã hội, thông tin Khả Ngân và Thanh Sơn rạn nứt được dân mạng quan tâm. Tin đồn này xuất phát từ việc nhiều người nhận ra trên Instagram, chỉ có nam diễn viên theo dõi đồng nghiệp, còn người đẹp sinh năm 1997 thì không. Chính điều đó khiến mối quan hệ của cặp sao trở thành đề tài bàn tán. Khi trao đổi với chúng tôi, người đại diện của Khả Ngân phản hồi, hiện Ngân và Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp thôi, không có mối quan hệ bạn bè gì. Khả Ngân sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Xuất phát điểm là một hot girl. Cô dần bén duyên với công việc diễn xuất, tham gia các dự án như Hậu Duệ Mặt Trời, 100 ngày bên em. Trong khi đó, Thanh Sơn được khán giả biết đến qua các dự án phim như Đấu Trí, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order. Cặp đôi được khán giả yêu thích khi đóng chung phim ngày 11 tháng 5 ngày. Vào vai Đăng và Nhi, họ có sự phản ứng hóa học để được nhận xét đáng yêu. Sau đó, cặp sao tiếp tục tái hợp khi hóa thân thành vợ chồng trong dự án Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, tiếp tục nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Thanh Sơn và Khả Ngân vướng tin đồn về phim giả tình thật, y vì thân thiết sau các dự án phim. Thậm chí trên mạng xã hội, cặp đôi không ngại tương tác đầy tình cảm và thường xuyên đồng hành cùng nhau tại một số sự kiện. Chính điều đó khiến nhiều người cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò. Liên quan đến những tin đồn, Khả Ngân từng trả lời một cách úp mở rằng khi khán giả đã yêu mến cặp đôi Đăng, Nhi, khán giả sẽ có quyền nghĩ về cặp đôi này theo chiều hướng mà họ muốn. Thực ra tôi là người yêu, ghét rõ ràng. Nếu quý mến ai, tôi sẽ thể hiện hết ra ngoài chứ không chỉ dừng lại ở trên phim. Trong khi đó, Thanh Sơn từng nói mình và Khả Ngân là đồng nghiệp thân thiết ở hai đầu Nam, Bắc. Đối với anh, bạn diễn sinh năm 1997 là cô gái dễ thương, vô tư, quyết liệt với nghề. Nam diễn viên nói thêm, còn để nói Khả Ngân có phải cô gái đáng mơ ước của bất cứ chàng trai nào không thì Sơn không biết, vì mỗi người có một gu nhất định. Thời gian gần đây, Thanh Sơn và Khả Ngân không còn tương tác trên mạng xã hội, cũng không xuất hiện thân thiết cùng nhau như trước. Chính điều đó dấy lên tin đồn mối quan hệ của cả hai rạn nứt, làm nhiều người cảm thấy tiếc nuối.